Hello, xin chào các bạn. Welcome các bạn đến với KT Food Stories. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi ăn buffet Kim Sơn nha. Đây là trong khu Kim Sơn đây. Trong khu Kim Sơn á, mình hôm bữa mình có quay cho các bạn xem á, thì ở trong đây có bamboo nè, chi ho liệt nè, nem nướng, có quán ông già là trong khu này ha. Đây. Bây giờ mình đi vô trong khu Kim Sơn. Nhà hàng Kim Sơn này là trên đường Bel Air. Và đây là cái business hour của họ nè. Đó, dành lunch và điểm sắm nữa. Người ta có bán điểm sắm nữa nha. Đây. Cái này là mình đi ăn buffet nha các bạn. Buffet bên đây nhiều đồ ăn mà giá cũng rẻ. Thì vừa bước vào thì mình đi lên trên lầu ha. Hôm nay chỉ có hai mẹ con tung tăng thôi. Cháu của mình thì bận rồi, cho nên chỉ có hai mẹ con. Đây, buffet. Hôm nay hẹn bạn đi ăn gặp mặt. Bây giờ mình sẽ đi lấy đồ ăn, nhưng mà mình sẽ đi quay một vòng cho các bạn xem đồ ăn nhìn như thế nào ha. Ở Kim Sơn thì ở đây đồ ăn rất là đa dạng phong phú, mà giá cả mình thấy rất là được, rất là phải chăng. Mấy năm trước thì 17 đồng một người, hôm nay là không biết còn bao nhiêu một người nữa. Cho nên là một lát mình sẽ hỏi giá và mình chia sẻ với các bạn nha. Thì ở đây là sẽ có những cái đồ ăn giống như là lẩu á các bạn. Lẩu nè. Nếu mà bạn ăn lẩu thì trả thêm tiền hình như là 3 đồng một người nha. Một lát mình sẽ báo giá với các bạn sao. Đồ ăn cũng tươi lắm nè. Đó, có đủ thứ hết. Người ta có nguyên một cái khu nấu ăn. Ở đây, khu nấu ăn. Đủ thứ món hết, bánh canh, bún bò Huế, mì quảng, bún nước lèo, bún suông, đủ thứ hết. Và tất cả những này là các bạn ăn là giá cả cũng trong cái buffet, cái giá tiền buffet luôn. Thì giá cả ở đây là người lớn là 18.99 đồng cho cuối tuần đó các bạn. Giá rẻ mà mình thấy giá này rẻ. Và trong khi đó là đồ ăn quá trời luôn các bạn nhìn nè. Quá trời luôn á, nhiều lắm. Và có một loạt ở đây luôn nè. Nước sauce nè. Đó. Có mắm tôm và rau. Nếu mà các bạn thích ăn rau thì có dĩa rau để sẵn đây luôn. Thì đây là những món người ta có nè các bạn. Bánh canh, mì quảng, chả cá lã vọng, bún riêu, phở, bánh bột chiên nữa nha các bạn. Đủ thứ món. Bún bò Huế đang ngon lắm á. Miếng gà, hủ tiếu, bún cá Kiên Giang, bò lá lốt nữa nè. Và ở đây thì có đồ ăn nè, sushi nè. Và ăn bánh xèo thì có rau, mì, lẩu, ăn lẩu thì có mì, có rau. Có bánh xèo, bánh cống, nghêu nè. Đó, nghêu và cua, cua rang me. Wow, mực mới đem ra nữa nè. Mực xào tôm nè, nhìn hấp dẫn không các bạn? Cái này là bánh mì nướng nè. Bánh bèo chén. Có gỏi đu đủ của Thái Lan luôn ha. Bánh đúc. Bánh tầm bì. Có súp, cơm trắng và súp, có đủ thứ hết. Có chè nữa. Có hủ. Có chè. Đúng rồi, có chè nữa. Rau cải. Tàu hủ, xà xà ớt. Có sủi cảo luôn ha. Sủi cảo nè. Tôm rang muối.
Buổi tối thì lúc trước thì mình hay có cua rang muối, có kho fish nữa, nhưng mà bây giờ chắc hết mùa kho fish rồi. Và đây là chè đậu đỏ, chè ba màu, đủ thứ chè luôn các bạn ơi. Làm từng ly ly vậy nè, uống nước dừa. Nhìn thấy hấp dẫn ghê chưa nè, đá bào. Hấp dẫn quá. Ở bên đây thì có chè, có xôi, xôi gất nè. Có chè trôi nước ở đây cũng ngon, chè đậu trắng ở đây cũng ngon ha. Rồi bánh da lợn nữa. Bánh da lợn với bánh bò. Có cả rau câu. Nhìn hấp dẫn lắm luôn nè. Các bạn ơi, nếu được các bạn nhớ mua, nếu mà các bạn có còn mua những gì trên Amazon á, thì bấm cái nút, cái link mình có để dưới phần description và phần comment. Nếu như các bạn bấm vào link đó mà mua đồ trên Amazon, nghĩa là ủng hộ cho kênh của KT. Mình cảm ơn các bạn nhiều lắm. Và bạn nào nếu mà còn in công thức ra, những cái công thức KT chia sẻ, KT có viết ở trên cái website gọi là ktfoodie.com. Dành cho bạn nào muốn in công thức ra ha, mình sẽ cố gắng mình bỏ nhiều công thức lên trên đó nha. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Đây là cái dĩa đồ ăn của mình này các bạn ơi. Mình thích ăn đồ biển, mình ăn nghêu và lấy ra ít rau. Và cái này là cua rang me, một ít mực. Bây giờ mình ăn thử nha. Không phải ăn thiệt, ăn thử thôi. Hôm nay hẹn bạn bè đi ăn. Đây là mực, cái này là mực người ta xào với lại bạch tuộc đó các bạn. Mực giòn tươi ngon, xào với ớt cay cay rất là ngon. Riêu nó hơi nhỏ nhưng mà ăn cũng được. Ở đây sạch sẽ các bạn, sạch sẽ mà rộng, mình thích. Bây giờ chị đi chị tới sắp tới nữa bao nhiêu chị đi nhiều cái này có tùy mùa, có mùa con nghiêu này nè, to lắm, ngon các bạn. Mà hôm nay là nghêu nhỏ. Nếu được các bạn đi buổi tối á, thì đồ ăn sẽ nhiều hơn. Ăn cái này thì hơi dơ tay, cua rang me hơi dơ tay. Cua thì ở trong đây á, làm mình thấy nó không có tươi. Nhưng cái vị thì ngon, nhưng mà cua không có tươi nha, cua đông đá nha các bạn. Cua đông lạnh á, không phải cua tươi đâu nha. Mình quên mình có gọi cua hoài con ghẹ đó, cái này gọi là ghẹ đó. Cái vị rất là ngon. Rất là hiếm chỗ nào bán cua rang me mà ở trong buffet không các bạn. Cháo lòng ở đây ngon, một lát mình sẽ ăn cháo lòng. Ăn cái này thì hơi dơ tay, cua rang me hơi dơ tay. Cua thì ở trong đây á, làm mình thấy nó không có tươi. Nhưng cái vị thì ngon, nhưng mà cua không có tươi nha, cua đông đá nha các bạn. Cua đông lạnh á, không phải cua tươi đâu nha. Mình quên mình có gọi cua hoài con ghẹ đó, cái này gọi là ghẹ đó. Cái vị rất là ngon. Rất là hiếm chỗ nào bán cua rang me mà ở trong buffet không các bạn.
lòng ở đây ngon, một lát mình sẽ ăn cháo lòng. Dĩa thứ hai của mình là bánh đúc. Bánh đúc với ăn nước mắm, cánh gà xào chua ngọt, sườn nướng sả, gà quay và cà tím với lại đậu que xào. Cái gì kế tiếp? Cái này là gà quay, nó quay giòn ăn ngon lắm nha. Hồi trước là có heo quay nữa mà bây giờ thấy dẹp rồi, ổn ha. Đây là gà quay nè. Cái da giòn ngon. Mặn mặn. Cái vị thì không có giống heo quay đâu, mấy chị bỏ ướp muối thôi. Mà ăn cũng ngon. Đậu que xào hơi chín. Nhưng mà đặc biệt cái đậu que xào nghe mùi chảo á các bạn, nó thơm hơn. Cà tím. Không có đường. Cà tím cũng ngon. Cái này là sườn nướng sả ớt. Cái này hổ ướp vừa ăn ngon các bạn ơi. Cái này ăn với cơm trắng thì ngon. Sườn nướng sả ớt nha các bạn. Có vô nhớ ăn món này với cơm ngon quá. Nó thơm, mùi xả. Không mùi lạ đúng rồi. Cái vị nó mặn mặn. Vị ngọt rất là ít nha. Nhưng mà không có mặn lắm, giống như là mặn mặn để mình ăn với cơm á. Hay ăn với rau. Đây là cái tô mì khô của mình đây các bạn ơi. Đây, nhìn hấp dẫn không nè. Đó. Và mình gọi luôn cái bò lá lốt và bò nướng sả ăn với mắm nêm. Ngon lắm luôn. Nguyên cái tô mì khô nhìn hấp dẫn lắm luôn các bạn. Bất cần hả? Cái sợi mì á nó nhuyễn, nó thấm với cái nước sốt, nó mặn mặn ngọt ngọt mà có hành phi nữa, ăn cơm ngon. Có tôm khô nữa nha các bạn, tôm khô cháy. Tôm bự lắm.
Bánh đúc, nguyên vị bánh đúc. Có bánh tầm bì nữa các bạn nha. Bánh tầm bì ăn như nước cốt dừa nhìn ngon. Tối đi nhảy là hết liền. Bánh đúc ăn cũng ngon lắm. Ở trong bánh đúc á có nước giúp cốt dừa trong đây nữa. Anh Kiều đang mặn cho mình ăn ngọt vậy á. Rồi bánh đúc người ta làm cái bánh đúc nó không có cứng quá mà cũng không mềm quá, vừa phải, ăn béo béo, nước cốt dừa các bạn. Còn này là củ sắn với thịt băm. Hồi lúc trước người ta có cái student, nếu mà học mà GPA ở đây nè, Kim Sơn á, nếu mà học A hết thì sẽ được free. Hồi lúc trước mình ăn free ở đây cũng nhiều. Tại vì mùa nào mà có A á, mình đưa cái report card á là được free. Nó có nhiều cái free lắm, và birthday sinh nhật của mình cũng được free, mình đi thêm một người nữa là cũng được free. Dạ, xin nhờ mấy người lớn tuổi á, trên 60 mấy tuổi, mình không rành, 26 mấy tuổi là rẻ lắm. Ngày thường các bạn đi á, giờ lunch chỉ có 10 đồng 95 thôi, ngày thường. Buổi trưa, buổi tối á, thì 15 đồng 95. Mình mới hỏi mấy em nhân viên, mấy em nói mình nghe. Tại vì lâu rồi mình về, mình không có nhớ, không có biết cái giá có lên không. Thì có cái giá cuối tuần là 18 đồng 95. Nhưng mà ngày thường rất là rẻ luôn các bạn. Dĩ nhiên ngày thường sẽ không có đồ biển nhiều ha. Có 20 mấy người à, gà xào chua ngọt. Hấp dẫn không nè, bóng mượt luôn. Ăn cái món này nhớ lại lúc mình mới qua, mình ở Phú Quốc có cái tiệm bán cái tiệm người Tàu, nhưng mà lại vẫn như là chợ lớn, các bạn biết nói tiếng Việt á. Người ta bán món gà, cánh gà chiên này ngon lắm, cánh gà chiên người ta xào lên ngon vô cùng. Gọi là gà xào chua ngọt á. Lúc mà Vinh mà con làm việc mất á, không muốn được. Mỗi lần về Forward á là mình đi, mình chạy tới mình mua ăn để mình ôn lại kỷ niệm. Mấy người bạn mình họp mặt 7 người, tính luôn mình là 8 người. Ai cũng nói là sẽ về mở cái ai lấy iPad với lại phone ra và mở lên tha hồ, mở nhiều đài lên ủng hộ mình. Nghe thấy thương á các bạn ạ. Nè, bò lá lốt nè các bạn ơi. Ở đây là mắm nêm. Bò nướng lá lốt này nè các bạn. Đó. Cái này là các bạn ăn, các bạn có thể cảm nhận được cái vị nướng mà nướng ga đó các bạn. Tức là không phải áp chảo mà là nướng. Thơm lắm. Thơm lắm luôn. Còn này là bò nướng xả. Bây giờ mình mở cái nướng bên tay
Rất là thơm. Ngon hơn rất là nhiều nhà hàng mình đã từng đi ăn. Có nhiều nhà hàng mà không có chuyên lắm. Vô thì bò nướng giả, bò lá lốt cũng ngon. Cái này rất là ngon các bạn. $18.95 quá rẻ luôn. Quá nhiều đồ ăn. Phải nói là mình thấy là giá cả ở đây rất là rẻ. Ăn xong rồi bây giờ mình lấy một tô cháo lòng. Cháo lòng. Dạ cháo lòng, dạ cảm ơn. Chả cá lá dòng. Tô cháo lòng các bạn. Hấp dẫn quá. Nguyên tô cháo lòng nhìn hấp dẫn lắm luôn. Cháo lòng ở đây ngon nè, nấu rất là vừa ăn luôn á. Bây giờ cháo quẩy nữa. Lòng heo, bao tử. Ở trong đây hơi mòn, hơi ồn nha các bạn, ồn lắm. Nhưng mà chị Vy chưa mấy chị ở gần đây hay là ở Sugar Land hay là ở cái món Việt vô ở đây cũng ngon. Nói chung món nào mình thấy ăn cũng ngon. Không phải ngon xuất sắc nhưng mà ăn đồ ăn ngon á các bạn. Giống như là do cái giá của buffet về làm rất là ngon. Mới dọn về đi chừng 5-6 năm. Về lúc xong có về đây rất là mát. Chị làm ở hãng nào? Chị làm nhiều. Hồi đó thì có làm Exxon, làm được 14 năm. Xong rồi lúc mà họ có bách. Gia đình ăn xong rồi thì ảnh muốn ăn chè mà muốn tự múc. Chứ anh ơi, con đừng có múc water, you only take this part, ok? Con lấy cái ở trên thôi. Như vậy nè. Đó. Rồi. Rồi, khoai môn. Đậu đỏ. Đúng rồi. Cái này giống như chè Đức Phương á, chè đành. Rồi. Nice. Đổ đá vô đây ha. Cho một ít sữa đặt lên đây nữa. Wow, hấp dẫn chưa? Đây là ly chè của chè đành nè. Nhìn hấp dẫn chưa nè. Ly chè của gia đình giờ mình ăn ké. Tại vì ăn không hết một ly đâu. Hai mẹ con ăn chung một ly nè. Nhìn hấp dẫn lắm luôn các bạn. Không mua ly cho rồi đi hả? Nó vừa họ làm béo ngon các bạn. Ngon á chứ đành ha. Dâm dâm. Mm.
đậu mà bùi bùi hộp ngon các bạn ơi. Mấy cái màng vàng này là hột lựu á các bạn, hạt lựu nè. Đây là chè bà Năm, không phải bà Ba nha các bạn. Chè bà Năm chắc có 5 thứ á. Và đây là chè đậu trắng, nước cốt dừa ở đây làm nó rất là ngon. Bây giờ anh tới chè. Chè đậu trắng, mình thích ăn chè đậu trắng ở đây. Đậu bùi. Còn nếp á thì người ta nấu loại nếp mà người ta dùng loại nếp dẻo hay dẻo luôn các bạn. Mình nấu mềm lắm, mát luôn. Còn nước cốt dừa nấu béo ngon lắm, ngọt ngọt ngon. Mình cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ mình trong những thời gian qua. Mình chúc các bạn một ngày vui vẻ, an lành và hạnh phúc nha. Nếu các bạn thích video này, xin bấm nút subscribe, like và share, chia sẻ với gia đình và bạn bè. Thank you for watching. Bye bye. See you next time.